Người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Bitcoin Việt Nam. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người dự án Particle Network cũng như là cách săn airdrop với dự án này. Vậy thì dự án này có tiềm năng như thế nào? Mọi người hãy cùng tìm hiểu với mình ở trong phần tiếp theo của video. Đầu tiên, Particle Network là dự án cung cấp cho người dùng nhiều tính năng như là xác minh danh tính, KYC, ví tiền điện tử, NFT, node và account abstraction, thì nhằm đơn giản hóa thao tác ở trên Web3 trên một nền tảng duy nhất. Và đây là một dự án mang đến nhiều cái đầu tiên nhất và cũng là cái kèo vừa dễ làm và vừa free mà mọi người không nên bỏ qua. Thì vào ngày 2 tháng 5, dự án chính thức triển khai testnet giai đoạn 1 mang tên Particle Pioneer. Người tham gia có cơ hội nhận được phần thưởng airdrop Party Token ở trong tương lai, bên cạnh những người sở hữu Party Points trước đó tại sự kiện săn airdrop ở trên Gansea. Vậy thì những cái bước và thao tác tham gia testnet giai đoạn 1 Particle Pioneer như thế nào thì mọi người hãy cùng theo dõi màn hình của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ truy cập vào website của Particle Pioneer, sau đó mọi người sẽ click vào Join Now ở góc bên phải màn hình và chọn kết nối với tài khoản mạng xã hội hoặc các tài khoản ví khác nhau. Thì ở đây mình sẽ kết nối với tài khoản Twitter. Và sau khi đã kết nối với tài khoản Twitter xong thì mọi người sẽ nhập mã invite code. Invite code thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để mọi người có thể nhập khi mà tham gia Particle Pioneer nha. Bước tiếp theo thì mọi người sẽ cần phải follow Particle ở trên Twitter. Bước 1 thì chọn connect với Twitter và bước thứ 2 thì mọi người sẽ click chọn follow. Tiếp theo thì mọi người sẽ join vào Discord của dự án. Đầu tiên mọi người sẽ cần phải connect với Discord và sau đó thì click chọn Join Now ở bước thứ 2. Hiện tại thì mình thấy server của Discord đang lỗi nên là mọi người sẽ không thể tham gia vào Discord của Particle trong giai đoạn này. Sau đó thì mọi người có thể là tham gia vào sau cũng được, mình có thể bỏ qua bước này. Sau đó thì mọi người sẽ quay lại cái trang Particle Pioneer giúp mình và click chọn vào Universal Account để activate cái account Universal này. Và chọn Launch. Bước tiếp theo thì mọi người sẽ click vào cái phần là Get Party Points để tham gia vào cái phần là Tick Points, Tick Party Points. Ở đây thì sẽ có những cái task mà mọi người có thể tham gia để nhận được Party Points. Thì task đầu tiên sẽ là check-in hàng ngày và mọi người sẽ click giúp mình vào cái phần là check-in, sau đó thì chọn Deposit như ở trên màn hình của mình. Và sau đó thì mọi người sẽ phải cần các cái token testnet để có thể chuyển sang token là USDG ở trên mạng Particle testnet. Thì ở đây mình sẽ forsis cái token là ETH testnet ở trên mạng ETH Sepulia và chuyển sang token là USDG. Tuy nhiên thì những cái đường link hiện tại mình forsis chưa nhận về được token nên là mình đang có sẵn cái token là ETH Sepulia testnet ở trên một cái ví khác nên là mình sẽ chuyển sang. Còn những cái đường link forsis khác thì mình sẽ để dưới phần mô tả để mọi người có thể tham gia và forsis được cái những cái token testnet đó. Ngoài ra thì ngoài ETH ra thì mọi người cũng có thể forsis những cái token khác như là BNB hoặc là USDC
để chuyển sang USDG nhé. Và sau đó thì mọi người sẽ click vào cái phần là Deposit Universal Gas để chuyển từ ETH Testnet sang USDG. Và như màn hình của mình thì đã hiện là deposit success. Tuy nhiên thì mình đã phải chờ một khoảng thời gian khá là lâu mà vẫn chưa nhận được cái token USDG sau khi mà transfer xong. Sau đó thì mọi người sẽ hướng dẫn mọi người những cái bước thao tác thực hiện tiếp theo sau khi mà mọi người đã transfer thành công từ testnet, từ ETH testnet sang USDG nha. Thì mọi người sẽ click giúp mình vào cái phần là points, sau đó thì chọn check in ở task 1 để có thể nhận được 50 points một ngày sau khi mà check in xong. Thì ở đây do mình chưa nhận được cái USDG, sau đó thì nó lại chuyển sang cái tab như lúc nãy, thì mình sẽ bỏ qua cái bước này nha. Và sau khi mà thực hiện xong cái việc mà chuyển transfer từ ETH testnet sang USDG thì mọi người cũng sẽ nhận được luôn 200 points ở cái bước thứ hai là nạp tiền vào trong nền tảng. Và cái task thứ ba thì mọi người sẽ thực hiện được 99 cái transaction khác để chuyển đi những cái ví khác nhau, thì mọi người cũng sẽ nhận được 50 points khi mà thực hiện một cái transaction thành công. Mọi người có thể để lại cái địa chỉ ví ở phía dưới phần bình luận trong cái video này để mình có thể cùng nhau tương tác nha. Trên đây mình đã hướng dẫn mọi người chi tiết những cái bước tham gia testnet với dự án Particle Network và với những tiềm năng của dự án cũng như việc tham gia testnet hoàn toàn free. Sau đó thì anh em đừng bỏ qua kiểu này nha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Và nếu còn những cái bất kỳ cái thắc mắc hoặc là những cái bước nào chưa thực hiện được thì mọi người đừng quên để lại phần bình luận phía dưới. Mình sẽ giúp mọi người giải đáp.